từng thừa hưởng cả gia tài vũ khí hạt nhân đồ sộ. Là quốc gia duy nhất trên thế giới ngoài Mỹ có nhà máy đóng tàu các siêu tàu sân bay, có nhiều máy bay và viện nghiên cứu đóng vai trò là nền móng của ngành công nghiệp quốc phòng, sở hữu nhiều công nghệ quân sự đứng đầu thế giới, nắm giữ các công nghệ liên quan đến động cơ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và chương trình không gian từng là ước mơ của nhiều quốc gia. Quốc gia mà chúng tôi đang nhắc đến đây không ai khác chính là Ukraine. Nhưng giờ đây, quốc gia này đã đánh mất vị thế và gia tài quốc phòng của mình vì cả tin khi trong cuộc chiến với Nga, Ukraine đang bộc lộ ra những hình ảnh hết sức khó khăn vì thiếu vũ khí trang bị, quân sĩ rời rạc khi Mỹ và NATO giảm viện trợ. Đây là minh chứng cho những sai lầm về đường lối quốc phòng dẫn đến ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tụt dốc không phanh, trở thành cái bóng của chính mình năm xưa. Vậy tại sao từ một nền quốc phòng hùng mạnh là niềm mơ ước của các quốc gia trên thế giới, Ukraine đã đi sai đường lối như thế nào khiến giờ đây họ thảm hại như vậy? Và với góc nhìn từ phía Ukraine, ta thấy được đường lối quốc phòng của Việt Nam chúng ta đúng đắn ra sao? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Đường lối quốc phòng và an ninh từ trước tới nay luôn là yếu tố quan trọng với tất cả quốc gia trên thế giới. Đường lối quốc phòng phải đúng thì mới có thể bảo vệ được quốc gia. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, quân đội của Tổng thống Zelensky đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ vũ khí từ các đồng minh phương Tây. Hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự từ vũ khí cá nhân đến các tổ hợp tên lửa tầm xa hiện đại đã được chuyển đến Ukraine, và những sự chi viện này đóng góp rất lớn cho kế hoạch phòng thủ cũng như tấn công giành lại lãnh thổ của Kiev. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí nhận được từ nước ngoài đã cho thấy sự đi xuống một cách trầm trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Bất chấp việc Kiev từng được thừa hưởng một di sản hoành tráng sau khi Liên Xô sụp đổ, vậy quân đội Ukraine đã từng hùng mạnh như thế nào? Ukraine chính thức tuyên bố độc lập sau khi Liên bang Xô Viết tan rã vào ngày 24 tháng 12 năm 1991, là đất nước lớn thứ ba trong số quốc gia được tách ra từ Liên Xô. Ukraine đã nhận được sự ưu đãi trong quá trình phân chia tài sản của các quốc gia thành viên của Liên Xô. Với tư cách một thành viên có nhiều đóng góp cho nền công nghiệp của Liên Xô cũ, sau khi tuyên bố độc lập, Ukraine được thừa hưởng những nền tảng công nghệ vững chắc và tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự. Về con số, họ có 780.000 quân biên chế thành 2 sư đoàn tên lửa chiến lược, 4 tập đoàn không quân, 1 tập đoàn quân phòng không, 2 tập đoàn xe tăng và 1 trang bị của hạm đội Biển Đen. Về trang bị đảm bảo, khi nhìn vào con số này, các quốc gia hồi ấy như Trung Quốc hay kể cả khối NATO vẫn chỉ mơ ước được như vậy. Quân đội Ukraine lúc đó được sở hữu 6.500 xe tăng, 7.150 xe bọc thép, 1.500 máy bay, 350 tàu chiến. Ngoài ra, họ còn có 2,5 triệu tấn đạn, 7 triệu súng bộ binh các kiểu và vô số vũ khí dư thừa nằm trong 180 căn cứ quân sự trên khắp lãnh thổ. Trong số các vũ khí mà Ukraine nhận được thì giá trị nhất phải kể đến là các sư đoàn chiến lược trang bị 1.700 đầu đạn hạt nhân. Đây là con số vô cùng lớn. Hiện nay, số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc mới chỉ là hơn 500 đầu đạn, Anh cũng chỉ hơn 260 đầu đạn và Pháp là khoảng 300 đầu đạn hạt nhân. Về các chủng loại thì họ có được bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 năm 1991 đã nhận được một kho vũ khí hạt nhân các loại, bao gồm 130 tên lửa liên lục địa UR-100N. Mỗi quả mang được 6 đầu đạn hạt nhân, tầm bắn là 10.000 km, 46 tên lửa liên lục địa RT-23. Mỗi quả mang được 10 đầu đạn hạt nhân, tầm bắn là 10.000 đến 11.000 km. Ngoài các tên lửa, họ còn nhận được cả những máy bay ném bom chiến lược, gồm 29 máy bay Tu-95MS, 60 chiếc Tu-22M và 19 chiếc Tu-160. Nói một cách ngắn gọn dễ hiểu thì Nga có cái gì, Ukraine có thứ đó, thậm chí về mặt chất lượng còn nhỉnh hơn. Ngoài vũ khí thì nước này còn sở hữu một đội ngũ sĩ quan, cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự hùng hậu và các xí nghiệp công nghiệp quốc phòng hùng mạnh. Ukraine nhận được khoảng 700 xí nghiệp công nghiệp quốc phòng có khả năng sản xuất hầu như tất cả các loại vũ khí, phương tiện, kỹ thuật quân sự.
Ukraine chiếm độc quyền trong không gian hậu Xô Viết về sản xuất các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa vũ trang sử dụng nhiên liệu lỏng hàng nặng, tàu sân bay, các máy bay vận tải quân sự hàng nặng, động cơ máy bay lên thẳng. Những điều kiện vô cùng thuận lợi kể trên giúp Ukraine được nhiều người kỳ vọng sẽ nhanh chóng bắt kịp với tình hình mới và vươn mình trở thành một cường quốc công nghiệp lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Ấy vậy mà chỉ vì những phút sai lầm tin người quá mức mà giờ đây họ chỉ biết hối hận khi nhìn lại. Vậy vì sao ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tụt dốc không phanh? Đây là cái giá phải trả cho sự ngây thơ tin người quá mức. Mặc dù sở hữu quân đội trang bị hùng mạnh, nhà máy nhiều vô kể, con người thông minh với nhiều kỹ sư giỏi, nhưng Ukraine đã tự tay đập nát hết tất cả mọi thứ tốt nhất mà Liên Xô để lại cho mình, với một niềm tin rằng làm như vậy sẽ nhận được sự bảo hộ của phương Tây và Mỹ để có thể gia nhập EU và NATO. Vậy Ukraine đã làm gì với kho vũ khí của mình? Câu trả lời đó là đập không còn một cái gì cả. Đầu tiên là về kho vũ khí hạt nhân. Dưới thời Liên Xô, Mỹ và phương Tây đưa lo sợ về vũ khí hạt nhân khổng lồ của Liên Xô. Thế nhưng khi Liên Xô tan rã, họ còn lo lắng gấp bội phần vì trong thời kỳ tranh tối tranh sáng, ai mà biết chúng có thất lạc hay rơi vào tay các thế lực đối lập hoặc khủng bố hay không. Và vào năm 1992, trước sức ép từ Mỹ và phương Tây, Ukraine đã ký hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân, giải trừ toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của mình. Toàn bộ quá trình này được Mỹ và châu Âu tài trợ. Quá trình diễn ra từ năm 1994 đến năm 1996 thì xong, và Ukraine đã trở thành quốc gia sở hữu quân đội phi hạt nhân. Vậy là chỉ sau có 5 năm tồn tại từ một cường quốc hạt nhân, Ukraine đã trở thành quốc gia nói không với hạt nhân. Cùng với số tên lửa hạt nhân thì họ cũng quyết định giải tán luôn lực lượng không quân chiến lược tầm xa cùng với các máy bay Tu-95, Tu-160 và Tu-22. Họ không bán nó cho ai cả mà nghe theo lời Mỹ, họ quyết định sẽ hóa kiếp và bán sắt vụn luôn số máy bay này. Toàn bộ quá trình này được Mỹ tài trợ, điều này giống như họ được trả tiền để phá chính nhà máy của chính mình. May mắn cho số máy bay này là Nga, mặc dù lúc đó đang chìm trong nợ nần, vẫn cố sức cứu vớt và mua lại 3 chiếc Tu-95 và 8 chiếc Tu-160. Khi bán hết số máy bay lại tới tên lửa hành trình, Ukraine cũng đã thẳng tay tiễn luôn 1.500 tên lửa KH-22 và KH-55. Hai loại tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân được thiết kế với đủ khả năng tiêu diệt hạm đội 7 của Mỹ. Cùng với đó là loại biên vứt bỏ, chờ ngày dí xét hàng loạt các vũ khí tối tân thời ấy. Thời gian đầu sau khi Liên Xô sụp đổ, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã kiếm được một số hợp đồng mua bán vũ khí với các quốc gia như Triều Tiên, Iran và Trung Quốc. Những công nghệ hiện đại liên quan đến động cơ tên lửa hành trình, xe bọc thép và đóng tàu cũng đã được các cơ sở nghiên cứu của Ukraine chuyển giao cho nhiều đối tác ở các quốc gia này. Thậm chí, Trung Quốc đã nhanh chóng đạt được bước tiến đáng kể cho chương trình tàu sân bay của nước này thông qua việc mua lại tàu sân bay chưa được hoàn thiện từ Ukraine. Nhằm ngăn chặn việc Kiev cung cấp các loại vũ khí và công nghệ quan trọng cho các quốc gia không thân thiện, Mỹ và phương Tây đã có nhiều động thái nhằm gây sức ép lên chính quyền Ukraine. Những lời cam kết viện trợ kinh tế cùng với đó, cả những cảnh báo trừng phạt đã khiến Ukraine phải từ bỏ nhiều hợp đồng bán vũ khí béo bở. Đáng chú ý trong số đó là hợp đồng bán các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 cho quân đội Trung Quốc. Nhiều máy bay ném bom này sau đó còn bị phá hủy như là một phần trong nỗ lực giải giáp kho vũ khí hạt nhân. Ukraine bỏ lỡ nhiều hợp đồng xuất khẩu vũ khí và qua đó mất đi một nguồn thu quan trọng. Thêm vào đó, vấn nạn tham nhũng tràn lan, đặc biệt là trong giai đoạn mất ổn định khi tách khỏi Liên Xô, đã khiến nhiều doanh nghiệp vũ khí của Ukraine lâm vào cảnh phá sản. Điều này đã gây ra tình trạng chảy máu chất xám trầm trọng khi nhiều nhân lực có trình độ cao rời đi. Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu tiềm năng của Ukraine đã buộc phải dừng lại do thiếu kinh phí. Cuối cùng, sự mất ổn định về chính trị cũng dẫn đến sự đi xuống của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sau những cuộc biểu tình dẫn đến sự kiện đảo chính lật đổ Tổng thống Yanukovych vào năm 2014. Vậy sau khi cắt giảm mọi thứ như thế thì Ukraine hiện nay còn lại những gì? Nhận định chung về tình hình quân đội Ukraine hiện nay là bết bát hơn rất nhiều so với ngày xưa. Quân đội của họ hiện nay về cơ bản lục quân là khá nhất khi vẫn còn duy trì được các loại xe tăng T-64, T-72 và T-80, xe thiết giáp BMB-1, BMB-2. Ukraine tin rằng thân với phương Tây thì sẽ được một vũ khí giá ưu đãi. Thế nhưng không, tất cả đều là tiền tươi tóc thật. Cho nên tính đến nay họ mới nhận được một số xe Humvee thế hệ cũ còn thua kém những gì mà họ đang có. Thế nhưng lục quân như vậy ít ra thì cũng còn khá hơn so với không quân và hải quân.
Về hải quân thì lực lượng này đã suy giảm gần hết. Vậy nên trong chiến sự gần đây không thấy xuất hiện của hải quân Ukraine, quy mô hải quân hùng mạnh một thời Ukraine. Hiện tại chỉ còn biên chế 6.500 quân lính, tức là còn kém xa Việt Nam với 43.500 người. Việt Nam hiện nay biên chế 50.000 quân. Tàu chiến thì thật khó tin, một đất nước sở hữu các công xưởng có thể đóng được cả tàu sân bay, chiến hạm chục nghìn tấn, thì giờ đây trang bị chỉ còn lại là một tàu khinh hạm, một tàu hộ tống, 4 tàu đổ bộ, 12 tàu tuần tra, 18 tàu hậu cần. Mặc dù tuyên bố hiện đại hóa hải quân, nhưng với tiềm lực quốc phòng gồm các nhà máy đứng đầu thế giới, nhưng Ukraine thì mắc phải một sai lầm, đó là nhờ Mỹ và phương Tây. Và từ sau khi tuyên bố hiện đại hóa thì họ nhận được thêm 5 xuồng cao tốc 54 tấn. Và một sự việc bất ngờ là vào tháng 11 năm 2018, không biết Ukraine có tự tin quá hay không mà họ dùng 3 tàu loại này khiêu khích hải quân Nga và đã bị tàu tuần duyên của Nga bắt sống toàn bộ. Ukraine cũng đã nhờ Mỹ chuyển giao các khinh hạm 4.000 tấn cho mình. Thế nhưng với Mỹ, nếu Ukraine muốn có thì phải trả bằng tiền. Còn không quân của Ukraine, nếu chúng ta theo dõi xung đột Nga-Ukraine thì thấy những ngày đầu tiên của cuộc chiến còn thấy một số thông tin về không quân của Ukraine tham chiến. Còn bây giờ thì không thấy gì, vì về cơ bản là do tin lời Mỹ chống Nga nên giờ không quân của Ukraine đều bỏ hết cho mặt đất. Ukraine từng sở hữu một lực lượng không quân với con số đông đảo lên tới 1.500 chiếc, thế nhưng giờ đây vét hết kho thì cũng chỉ còn tồn lại khoảng 100 máy bay, bao gồm cả máy bay vận tải và trực thăng. Không quân Ukraine đang sống trong tình trạng sống dở chết dở, khi mà các máy bay MiG-29 và Su-27 của họ thì đang sắp hết niên hạn sử dụng. Lẽ ra họ có thể đại tu nâng cấp kéo dài tuổi thọ của chúng. Hiện nay Ukraine được Mỹ và phương Tây viện trợ khoảng 13 tiêm kích MiG-29, thứ mà Ukraine trước đó cho vào dĩ vãng. Mỹ và phương Tây hứa sẽ giao thêm 70 chiếc F-16, nhưng không phải bây giờ mà vào giữa năm 2024 mới bàn giao. Khi nào Ukraine hoàn thành huấn luyện mới giao, tức là hiện tại chưa có mà mới trên dự định mà thôi. Năm 2014, Ukraine quy định cấm vận xuất khẩu phụ tùng vũ khí cho Nga. Thế nhưng đây là một bước đi vào lòng đất, khi mà chính Ukraine cũng không thể tự chủ hoàn toàn mọi thứ mà rất nhiều linh kiện máy bay của họ lại phụ thuộc vào Nga. Đến đây thì sẽ có nhiều người thắc mắc rằng chẳng phải Ukraine theo Mỹ và NATO chống Nga hay sao? Tại sao không thay thế vũ khí của Mỹ và châu Âu? Việc này luôn nằm ở vấn đề tiền. Các máy bay của Mỹ và phương Tây có giá đắt hơn rất nhiều so với Nga, chưa kể chuyện vũ khí hoàn toàn khác biệt, còn phải tính tới chi phí đào tạo thi công, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo dưỡng một loạt đều cần có tiền. Mà Mỹ và NATO thì đương nhiên là không cho không Ukraine, tất cả đều phải trả bằng tiền tươi thóc thật. Vậy với những sai lầm của Ukraine thì bài học nào cho Việt Nam của chúng ta? Ukraine chính là bài học nhãn tiền cho đường lối quốc phòng của Việt Nam chúng ta. Nhà cách mạng Phan Chu Trinh đã từng nói, bất vòng ngoại giả ngu. Có nghĩa là không cầu viện bên ngoài, cầu viện bên ngoài là ngu ngốc. Lịch sử Việt Nam cũng đã từng chứng kiến không ít bài học cầu viện nước ngoài và kéo theo chiến tranh và sự đau khổ, sau cuối cùng thì cũng không giành lại được thắng lợi. Đó chính là Lê Chiếu Thống với mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789 và Nguyễn Ánh với trận Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785. Vậy nên Việt Nam hiện tại không bao giờ có tư tưởng cầu viện hoặc dựa hoàn toàn vào một quốc gia hay thế lực bên ngoài nào cả. Quốc phòng Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chính sách đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Việt Nam không chỉ cân bằng được ngoại giao mà còn cân bằng được cả quốc phòng. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới có thể mua vũ khí của Nga mà không phải nhận bất kỳ một lệnh trừng phạt nào của Mỹ. Quý vị có thể chưa biết, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Hoa Kỳ cấm vận và đe dọa cấm vận khi mua F-400 và Sumo 5 của Nga và loạt các nước khác như Thái Lan, Indonesia do áp lực quá lớn đến từ phía Hoa Kỳ mà phải từ bỏ mua vũ khí của Nga, chuyển sang mua vũ khí của Mỹ và phương Tây. Còn Việt Nam chúng ta thì khác, không chỉ trực tiếp mua vũ khí của Nga mà Việt Nam còn lợi dụng được việc Mỹ muốn gia tăng tầm ảnh hưởng của mình tại Biển Đông để nhận được vũ khí giá rẻ. Điển hình nhất là Mỹ chuyển giao 3 chiếc tàu tuần duyên lớp 20 tấn cỡ 3.100 tấn cho Việt Nam. Các tàu này được Việt Nam trang bị lực lượng chấp pháp cảnh sát biển đã làm gia tăng đáng kể sức răn đe của lực lượng này trên Biển Đông. Vậy tại sao Việt Nam không mua vũ khí của Mỹ và phương Tây? Chẳng phải Hoa Kỳ đã dỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam chúng ta? Thật ra mua vũ khí của Mỹ và phương Tây không phải là cứ đưa tiền là xong. Việt Nam cũng đã nhiều lần để ý các máy bay chiến đấu của Mỹ như F-16, nhưng vấn đề ở đây
đó là việc mua vũ khí thường đi kèm với những can thiệp nội bộ khác. Muốn sử dụng vũ khí của Mỹ phải tuân thủ luật của Mỹ. Mỹ đồng ý cho tấn công mới được tấn công. Việt Nam thì vẫn quen sử dụng vũ khí hệ thống của Nga và cơ bản vũ khí Nga rẻ, dễ sử dụng, nhiều ưu đãi và không có cấm đoán gì. Tuy nhiên cũng không vì thế mà Việt Nam bỏ qua vũ khí của Mỹ và phương Tây. Vì hiện nay Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa quân đội. Vậy nên đa dạng vũ khí sẽ giúp Việt Nam làm quen được với phương thức tác chiến mới. Như trong dự kiến, từ năm 2024 đến năm 2027, Mỹ sẽ bàn giao 12 máy bay huấn luyện T-6 cho Việt Nam. 5 hoặc 6 chiếc sẽ được bàn giao trong năm 2024. Số còn lại sẽ được bàn giao vào năm 2027. Những chiếc máy bay huấn luyện này sẽ tích hợp dòng máy bay thế hệ thứ 4, thứ 5 của Mỹ. Tức là Việt Nam dự định sẽ mua máy bay Mỹ. Dù là đối tác lớn, thế nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa bao giờ hài lòng về sự hiện diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trên giải đất hình chữ S. Cho nên rất nhiều lần Việt Nam đã từ chối hoặc là đã bị từ chối trong việc Việt Nam mua vũ khí của Mỹ và phương Tây, vì do Mỹ đưa ra là không đáp ứng được với cái tiêu chuẩn của Mỹ. Cũng giống như kinh tế và ngoại giao, quốc phòng của Việt Nam cũng rất khôn khéo khi chúng ta chủ động tìm đối tác mở rộng nguồn cung, tránh phải phụ thuộc vào một bên duy nhất, đó là Nga. Điển hình là hợp tác đóng tàu với tập đoàn Damen của Hà Lan. Đa số các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam được đóng theo thiết kế của tập đoàn này. Việt Nam cũng quyết định trang bị tổ hợp tên lửa phòng không tự hành Spider và rocket thông minh Echa đến từ China. Cùng với đó là một loạt các hoạt động giao lưu, hợp tác, đóng mới và đặt mua các tàu chiến đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài mua sắm, Việt Nam luôn nỗ lực làm chủ công nghệ vũ khí của mình. Ngôi sao sáng giá nhất cho nỗ lực này chính là tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. Như hiện nay, Viettel đã cho ra mắt hàng loạt tổ hợp radar hiện đại có tỷ lệ nội địa hóa cao, chống nước, ví dụ như radar cảnh giới VRS-2DM, radar cảnh giới bờ biển tập trung VRS-CSX được đánh giá là tương đương với loại FOR 3000 của Pháp, có chất lượng đạt mọi tiêu chuẩn của NATO. Ngoài ra, gần đây nhất, Viettel đã lấn sang lĩnh vực tên lửa khi vô tình để lộ một phiên bản tên lửa phòng không có tên là S-125VT, có tỷ lệ nội địa hóa 100% và tên lửa VCM-01. Các loại vệ tinh viễn thám UAV phù hợp với đối tượng, tác chiến và bối cảnh công nghệ cao v.v. Ngoài một số ví dụ kể trên, thì còn rất nhiều thứ khác chưa từng được công bố. Vì chúng ta nên biết rằng quốc phòng là bí mật, những gì chúng ta thấy chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Tóm lại, Ukraine ban đầu là một nước vốn có thể chế tạo được mọi thứ, thì giờ đây chúng ta đang thấy họ phải đi xin từ khẩu súng, viên đạn từ Mỹ và phương Tây. Nhìn vào Ukraine để thấy rằng đường lối quốc phòng của Việt Nam hiện nay là hợp lý, và sự nguy hiểm của tư tưởng dựa vào sức mạnh của ngoại bang để bảo vệ đất nước là một sai lầm không nên mắc phải. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và...